Đầu năm xuân mới, Kim Loan xin kính chúc quý khách hàng và các bạn đồng nghiệp hàng năm sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng. Ăn với gần 20 năm kinh nghiệm theo nghề nghiệp, học của Bác đã để cho mình rất nhiều thứ, nỗ lực và dũng cảm vượt qua khả năng của chính mình và đã phát huy được tối đa tiềm năng của mình. Quan trọng nhất đó là niềm đam mê. Nếu không có nó thì sẽ không thể nào đạt được sự thành công. Trong suốt 20 năm của một người như một đứa bé, không biết giấc mơ, không biết mình muốn gì, nghề tạo mẫu tóc đã dạy cho Kim Loan theo đuổi mục tiêu đó như thế nào, làm gì và cần gì để đạt được nó, và nó cho mình biết được đam mê thực sự của mình là gì. Năm 2014, bạn Kim Loan cũng rất may mắn và có cơ duyên gặp được thầy Quốc Trung đã dạy và hỗ trợ cho Kim Loan rất nhiều. Cảm ơn thầy Quốc Trung đã dạy và hỗ trợ cho Kim Loan phát triển một cách tốt nhất. Có một câu nói, một gánh sách không bằng một người thầy giỏi. Mục tiêu lớn nhất của Kim Loan trong 2015 là doanh số tăng gấp đôi 2014 và phát triển hệ thống Kim Loan Salon. Kim Loan sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình.